Được rồi nhé. Hôm nay tôi định hôm nay là buổi sau là hai buổi tôi sẽ nói thêm một ít về các cái một số tính năng nâng cao một chút, và tôi sẽ trình bày cho các bạn thêm hai cái kiểu dữ liệu cơ bản nữa của Python là tập hợp và từ điển. Thì đầu tiên tôi xin nói về game. Bây giờ chúng ta sẽ chú ý cái cách mà chúng ta có thể tính thời gian chạy của một chương trình. Đây là một cái Đây là một cái thuật rất rất quan trọng khi chúng ta lập trình, chúng ta thử nghiệm, chúng ta test thử đây, kiểm tra xem là với một cái bài tập như thế này, với một cái bộ test như thế này để chạy hết bao nhiêu thời gian đó thì làm thế nào. Và tôi sẽ luôn cái một cái ý nữa là cái tính năng là chúng ta có thể sinh ra cái bộ test như thế nào thì hay đó, tôi sẽ nói ngay bây giờ. Thì đầu tiên nói về cái sinh sinh các cái bộ dữ liệu test, thì bất cứ một cái bài bài bất cứ một cái bài toán nào của tin học đều mà dùng thuật toán ấy đều phải thử nghiệm trên các cái bộ test mở rộng vậy. Tức là tôi nói chung về cái tôi nói trước một ít nhé, tức là khi mà chúng ta học về về thuật toán ấy, hay là chúng ta học về thuật toán hay là giải toán nhé, thuật toán nhé và giải toán, thì thông thường cái bài toán đưa ra bây giờ nó dạng này, nó rằng là nó cho một yêu cầu bất cứ một cái bài toán nào là nó như sau, là nó đưa ra cái yêu cầu như sau, yêu cầu là nó đưa ra cái khuôn dạng của cái input này. Và nó đưa yêu cầu chúng ta phải tính được đưa ra cái khuôn dạng của cái output. Thì cái bài toán mà chúng ta cần xử lý là nằm ở cái đây là cái đây đây là cái yêu cầu và cần chúng ta cần phải xử lý, cần phải dùng thuật toán như vậy, thuật toán và chương trình, thuật toán nhé và chương trình để từ một cái input tính như là một cái output, thì toàn bộ cái này nó là một cái đây là một nó là một cái bài toán tin học, bài toán tin học đó. Thì từ xưa này cách mà trong tất cả các cuộc thi sinh giỏi từ xưa nay ở chúng ta có nhiều trên thế giới rồi, thì tất cả các cuộc thi online như đó thì chúng ta đều làm như sau, đều là khi ra bài toán chúng ta lập chương trình, và cái người chấm bài thông thường là nó chấm thông qua bằng các cái bộ test. Tức là từ xưa nay những cái chấm bài này, từ xưa nay cách chấm bài mà chấm bài hay chấm cái chương trình là như sau, là chương trình đưa ra các bộ test và quy định là cái bộ mà đưa ra một cái bộ bộ test một cái bộ test để đóng vai trò như là một cái input đầu vào và chạy chương trình và ra cái đó. Thì từ xưa nay cái việc mà chấm bài nó làm thông thường từ xưa nay và nói chung ở Việt Nam chúng ta đã quen rồi, và ở thế giới cũng như vậy, là cách chúng ta làm xưa nay là như sau, là cái việc chấm bài khi mà cho trước một cái đầu vào, một cái test input đầu vào, chúng ta ra cái đầu ra output thì chấm dựa trên hai điều kiện sau đây. Một là dựa trên thứ nhất là cái output này có đúng không, có đúng theo yêu cầu của đúng có đúng không theo yêu cầu của bài toán. Những cái bài toán đưa ra là cho trước hai số, ví dụ cho trước hai số là AB, cần phải tính cái GCD là cái ước chung lớn nhất của hai số đó. Thế thì mà cái bài này thì một cái bộ test của nó, một cái bộ dữ liệu test nó là một cái bộ số là x y đó. Nhưng mà tính là một cái số D, D này chính là bằng là dãy số D, và kiểm tra xem D này có bằng hay không là cái GCD của XY đó. Như vậy là cái yêu cầu đầu tiên bao giờ là kiểm tra xem output có đúng với yêu cầu của bài toán hay không. Rồi, tiếp theo cái việc kiểm tra số 2 là tính cái thời gian chạy. Thời gian chạy của cái ứng dụng của cái bộ test này. Test này. Từ ví dụ tôi gọi là T0 đi,
thì không là tôi gọi là T ứng cái bộ dữ liệu mà chúng ta vừa mới đưa vào được cái bộ test của chúng ta đấy đó, thì nó làm nó có cái hàm T là cái hàm thời gian, thì cái thời gian T0 này là bao nhiêu, thông thường nó tính theo thời gian là tính theo thời gian là giây là như vậy, và máy kiểm tra xem là thời gian này so với yêu cầu của bài là như thế nào, so với cái yêu cầu của bài toán là đúng chưa, nó nhỏ hơn hay không. Ví dụ được bài với cái bộ test này yêu cầu của bài toán là 1 giây thì câu hỏi đặt ra là T0 có nhỏ hơn bằng là 1 giây hay không đấy. Nó nhỏ hơn 1 giây thì được điểm tối đa, còn nếu mà lớn hơn 1 giây thì coi như là không điểm, mình lấy ví dụ như vậy đấy. Nhưng thế vẫn như vậy, từ xưa chúng ta đều làm như vậy hết vào tất cả, và chúng ta đều dạy cho học sinh là quen với cái tư duy là giải bài toán lập chương trình tin học, và cái quy trình chúng ta chấm bài đều như này hết, đều có 2 bước là 1 và 2, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ nói mà thì cái điểm mà như vậy để thiện bước 1, 2 này thì chúng ta phải làm như sau, chúng ta cần cái gì nhé. Đây chúng ta cần là một là chúng ta cần là cần phải sinh ra được cái bộ test, sinh ra cái bộ test này. Ngoài như vậy chúng ta phải có công cụ để có thể sinh ra rất nhiều bộ test khác nhau để làm sao cho nó để kiểm tra được cái này, và hai chúng ta có một công cụ để ta tính được thời gian, tính cái thời gian chạy để chưa T0 này, T0 này là bằng T của cái bộ test kia nhé. Đó thì cái này các bạn là với Pascal là chúng ta đã làm quen rồi, với C chúng ta quen rồi, thì với Python chúng ta chưa biết, thì bây giờ hôm nay tôi sẽ cho các bạn cách chúng ta tạo ra cái bộ test này và cách chúng ta tính thời gian chạy. Thì thông thường khi chúng ta sinh thông thường khi mà chúng ta đều đều có hiểu một cách đơn giản là sinh cái bộ test này là chúng ta từ trước nay chúng ta đều hiểu một cách đơn giản là sinh ngẫu nhiên. Đầu vào chúng ta là n là 10 phân tử sinh ngẫu nhiên, sinh ngẫu nhiên là n số, n là bằng 100.000 hay là 1 triệu thì cũng sinh ra 1 triệu số ngẫu nhiên. Đấy, thì, nhưng mà từ trước là cho đều hiểu đơn giản là như vậy nhé. Đấy, thì rồi thế bây giờ tôi xin trước khi mà đi sang cái phần mô tả cụ thể cái sinh bộ test ra làm sao, tính thời gian chạy như thế nào, và cái con cái suy luận về khái niệm sinh ngẫu nhiên này, thì trước khi mà nó sang cái bài tôi sẽ nói thêm một tôi nói một cái điều sau đây rất là quan trọng này. Đấy. Thì tất cả những phần mà chúng ta học ở trên đều là như vậy hết, nhưng bây giờ với chương trình tin học mới 2018 ấy thì bức tranh trên đã có sự thay đổi. Đấy, thì sẽ như là cái bức tranh mà chúng ta nhìn thấy xưa này là cái bức tranh mà chúng ta vẫn nhìn thấy từ xưa này nhé, bức tranh trên đấy thì hiện nay đã thay đổi. Theo tôi đấy, bản thân theo tôi nhé, đã thay đổi. Nó không hoàn toàn như trước kia nữa, đã thay đổi. Thay đổi như nào? Thì cái này nó rất là nói ra nó rất là dài lắm, mà nôm na tôi dùng một từ như này thôi. Tức là từ xưa đến nay thì học sinh học phổ thông ấy dù có lập trình bậc cao như nào nữa thì nó vẫn làm cái hiểu nó làm cái một cái ngành gọi là ngành ứng dụng, tin học ứng dụng thôi, và cái lập trình là chỉ lập trình thế thôi, lập trình có học thuật toán đi nữa thì lập trình cũng chỉ là một cái kinh nghiệm và làm quen với cái môi trường thi đấu quốc tế, tức là hôm nay là gọi là cái môi trường lập trình thi đấu đấy, từ xưa là như thế. Nhưng mà hiện nay trong chương trình phổ thông mới hiện nay nhé thì đã thay đổi như sau này, cái thay đổi lớn nhất của chương trình chúng ta năm nay này, tức là cái chương trình giáo dục phổ thông mới này 2018 nhé, thì 2018 thì cái sự thay đổi lớn nhất trong chương trình này là gì, là các bạn thấy đấy là đã đưa cái ý đưa cái phân môn đưa cái phân môn khoa học máy tính gọi là CS vào chương trình đó.
Chính cái ý này này nó làm cho cái bức tranh trên đã thay đổi đấy. Cái đèn hơi sâu một chút, nhưng khi nào có điều kiện thì tôi sẽ kỹ hơn. Nhưng hôm nay là cái buổi tao muốn chuyển giao cái buổi kết thúc cái gì cũ, cái phần này, là phần khó, nhưng mà tôi sẽ nói sau. Nhưng mà tôi nói luôn là như vậy, đưa vào cái mới này là sẽ thay đổi. Tức là gì? Chúng ta biết chương trình 18 chúng ta là cái chương trình đi học, chúng ta sẽ gồm theo bức tranh của chúng ta, nhớ lại cái bức tranh tổng thể của chương trình 2018 mà thầy Đàm rất hay đưa cái hình này ra để thầy Đàm gọi là minh họa. Là chương trình học của 2018 sẽ được chia làm 3 nhóm, 3 phân môn chính. Một cái phân môn đó là gọi gì, là học vấn số hóa phổ thông, gọi là DL, là học vấn số hóa phổ thông, tức là những kiến thức đơn giản nhất liên quan đến cái việc hòa nhập vào cái chương trình số và cái thời đại số, mỗi một học sinh, mỗi một con người. Cái DL là cái mảng kiến thức liên quan đến là tìm hiểu về 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 máy tính này, về mạng máy tính này, rồi là về trình duyệt web này, rồi là tập gõ văn bản, tập gõ văn bản, tập giả văn bản, tập những cái thông tin về luật pháp, về ý thức tham gia mạng xã hội. Tất cả những thức mà là cơ bản nhất của một công dân số cần phải biết để hòa nhập vào vào xã hội. Cái mảng thứ hai là mảng là ICT, là ứng dụng công nghệ thông tin trong ở trong cuộc sống. Thì cái mảng DL này và cái mảng ICT là cái mảng mà từ xưa nay chúng ta vẫn vẫn dạy toàn bộ chương trình tin học cũ ngày xưa chúng ta là chính là DL và ICT, chúng ta cũng dạy từ quân từ xưa này. Nhưng mà chương trình cũ chúng ta thì không có cái mảng thứ ba này. Cái phần thứ ba này là cái mới tinh, chính là cái CS. Như vậy là trong chương trình chúng ta là lần đầu tiên đưa cái kiến thức gọi là CS hay là khoa học máy tính vào nhà trường phổ thông đó. Mà khi đưa cái CS này vào ấy, thì như vậy là cái học rất đơn giản thôi, nhưng mà nó bức tranh về cái việc mà kiểm tra chương trình, kiểm tra thuật toán nó không như này nữa. Đấy, lại nhé, cái bài toán thì nó vẫn như cũ, nhưng mà cách chúng ta tương lai, cái cách mà chúng ta chỉ có là một là sinh test kiểm tra output, hai là tính thời gian, thì nó chưa đủ. Cái phần này này, cái phần mà chúng ta là quan sát này, nó chưa đủ để mà định chưa đủ để mà nó chưa đủ để mà đại diện cho cái gọi là khoa học máy tính ở trong nhà trường phổ thông. Đồng nào là như vậy nhé. Cái phần này là phần rất quan trọng đấy. Cái phần này là phần theo tôi là hiện nay các nhà trường chúng ta có rất là mới, chúng ta chưa hình dung ở đâu, nhưng mà tôi nghĩ là trong một vài năm tới, 3, 4 năm tới, 4, 5 năm tới nó sẽ thay đổi. Còn thay đổi như nào thì cũng tùy vào tình hình. Hiện tượng không, chưa biết là nó sẽ thay đổi như nào, nhưng mà chắc chắn là phải thay đổi. Rồi, thế bây giờ tôi xin nói thêm một chút thay đổi như thế nào. Thì tôi hình dung như này nhé. Tức là trong trong tương lai thì không phải là cái cuộc thi nào cũng như hiện nay. Cuộc thi nào cũng chỉ là gì, sinh test và chấm online và tính điểm thông qua cái tính điểm của cái bài bài đó thông qua cái thời gian chạy. Cái bài này là 1 giây, nếu mà sinh cái bộ test mà là 1 giây rưỡi thì là sai đó. Thì khoa học máy tính nó không phải vậy, cơ học khoa học máy tính nó không phải là chỉ có thời gian đấy. Cái này đây là khoa học máy tính nhé. Cái mới của chị mà chúng ta là lần đầu tiên đưa cái khoa học máy tính vào trong nhà trường phổ thông. Đấy mà các bạn thấy khi tôi bản thân tôi cũng mà vì tôi là tức là trước cái này trên hiện nay tôi đã đưa ra là tôi đã viết các cuốn sách đặt cái tên tên là các bạn nhấn tên là tủ sách CS4S, không cái tủ sách CS4S hay là cái sách mà tôi viết ra, thì cái tên này cái gì, cái tên này chính là CS for school. Đấy, tức là khoa học máy tính cho nhà trường phổ thông, ý của tôi là như vậy. Tôi muốn là viết trước những cái bộ sách để chúng ta hình dung được, à như vậy là trong nhà trường phổ thông chúng ta mới, chương trình mới là sẽ có khái niệm là CS, mà CS là khái niệm khoa học máy tính, là khái niệm rất là khoa học cơ bản của liên quan đến nghiên cứu máy tính. Và cái khoa học cái máy tính này là cái mà từ xưa nay là học sinh không được học, chỉ học đại học mới được học thôi. Thì đây là lần đầu tiên đưa khái niệm xuống xuống phổ thông, thì các em học sinh từ lớp 1 học một chút, lớp 2 một chút, và cấp 3 là học là khá nhiều, thì nó thay đổi. Vậy như sau, như thay đổi như này này, khi mà chúng ta ra một cái bài toán, chúng ta ra một cái bài toán nhé,
cái bài toán. Cái bài toán thì nó có cái input này, bài toán này và ra cái output. Rồi, thì khi giải bài toán này thì cái mục đích chính đối với người làm khoa vi tính là cái gì? Đấy, thì mục đích chính là gì? Mục đích chính là gì? Là thiết kế thuật toán. Xin nghe cho bạn chú ý nhé. Thiết kế thuật giải. Thuật toán hay thuật giải. Đấy, như vậy là gì? Như vậy cái lõi của học vi tính trong tương lai là phải học được cách thiết kế thuật toán trong một cái chương trình. Từ xưa nay các em học sinh vẫn học nhưng mà cái chỉ làm cho kinh nghiệm và làm những cái máy và mà chúng ta chẳng có ai mà lại không có ai lại mở bài của học sinh ra để kiểm tra xem làm đúng hay không thuật toán như thế này, hay là kiểm tra em phải làm thuật toán như thế ra sẽ làm sao, hầu như không có chuyện đó. Chỉ là sinh dữ liệu và đếm thời gian. Cái bài này là 1 giây, nó dưới 1 giây thì là được 10 điểm, trên 1 giây thì là 0 điểm. Từ xưa đến nay vẫn là như thế, thì các bạn nhìn hình dung không? Thì như vậy là bìa là mới là thuật toán, thì cái tư duy cũ, cái cũ nhé, à, chúng ta okay, tôi nói cũ nhé, cũ là cứ viết chương trình mà tôi không quan tâm, viết chương trình sau đó là sinh test và sau đó là tính thời gian T0 và kiểm tra. Đấy, thì các bạn hình dung có cái mới, đây là cũ còn mới. Mới là thiết kế thuật toán. Thiết kế thuật toán. Và tiếp theo là gì? Là kiểm tra tính đúng của thuật toán. Kiểm tra tính đúng của thuật toán xem nó có đúng hay không. Và một ý thứ ba nữa là gì? Là đánh giá thuật toán. Đánh giá xem nó có tối ưu hay không. Đánh giá thuật toán. Thì đây mới là cái mới này, đây mới là cái mà học sinh sẽ phải học trong tương lai này. Đó, thật ra cái việc là viết chương trình sinh test và tính thời gian nó là một phần, cái này nó là một cái bộ phận của phần này nhưng không phải tất cả, nó chỉ là một nhánh của cái phần mới này thôi. Như vậy chương trình mới của chúng ta là sẽ cho học sinh sau khi sẽ học trong tương lai là sẽ mở rộng hơn nhiều so với chỉ là viết chương trình chỉ là sinh test và tính thời gian. Đó, cái này vẫn ok, vẫn là không sao cả, nhưng mà tất cả những cái cũ này nó chỉ là một phần nhỏ trong cái mới của chúng ta là học sinh thế giáo bên là càng phải biết nữa, là phải biết được các kỹ thuật, các cái lý thuyết về thiết kế thuật toán ra làm sao, phải biết được là cho một thuật toán như này thì kiểm tra xem nó đúng hay là sai, đúng nó đúng như thế nào, cái nguyên tắc nào để chứng minh là nó là đúng, rồi đánh giá xem là nó tối ưu hay chưa. Đấy. Đó này là nó có độ phức tạp thời gian là bao nhiêu, nó có độ phức tạp không gian là bao nhiêu. Đấy, cái đó cần cần phải học. Đấy, cần phải biết mà cái mới này là nó là như vậy chứ không phải chỉ là thuần túy chỉ là viết chương trình sinh test và tính thời gian. Để các bạn so sánh nhé. Ví dụ với môn toán chẳng hạn, môn toán thì cái mô hình cũ là chính là kiểm tra trắc nghiệm. Còn cái mới là chứng minh. Đấy, chứng minh bài toán, chứng minh giải toán bằng cách là chứng minh. Đấy. Mà thấy như vậy thì là cái trắc nghiệm nó chỉ là một phần, nó không phải tất cả. Cái chứng minh này là quan trọng. Đây là tôi nói về môn toán nhé, để ta cho hình dung dễ thôi. Nhưng mà chúng ta hiểu nó là cái môn toán từ xưa nay học sinh chỉ làm bài trắc nghiệm thôi, còn không bắt học sinh chứng minh. Còn bây giờ chúng ta chuyển sang cái mô hình mới là vừa làm trắc nghiệm vừa phải chứng minh cái chứng minh bài toán, chứng minh mà logic chặt chẽ xem là em giải đó là đúng hay là sai, chứ không phải chỉ là tích vào là ABCD. Đấy. Như vậy là đây là cái mới nhé, cái này tôi thêm như vậy thôi để các bạn hình dung là tương lai là nó như thế, còn nó phát triển như thế nào thì đó là một con đường dài, nó không không nó không dễ dàng, tôi không dễ dàng, bởi vì là cái việc đưa cái phần sẽ xuống phổ thông là theo tôi là một cuộc cách mạng rất lớn đấy, cách mạng rất lớn của cái chương trình này, rất lớn luôn. Và cái việc này nó cũng đưa xuống dưới, mình tôi sợ rằng là chương trình như vậy nhưng từ chương trình đến sách giáo khoa, từ sách giáo khoa thực tế nó còn khoảng cách rất là xa, sợ sau này chúng ta sẽ không, giáo viên cũng khó nắm được cái ý này, mà khi triển khai thì cũng chưa chắc triển khai được cái này, tôi nghĩ là rất là khó. Được rồi, như vậy tôi nói xong ý mà ý như vậy, ý như vậy này, trong tương lai nó sẽ thay đổi. À thì như vậy là trong tương lai là không chỉ có chỉ kiểm tra một cái đề bài của học sinh, không chỉ kiểm tra em làm cái bài này là đúng hay là sai, thời gian chạy là bao nhiêu giây,
mà phải mở ra xem em làm cái toán ra làm sao, toán của em này có tối ưu hay không, độ phức tạp của cái tính tối ưu của bài toán em làm là đúng hay chưa, hay là như thế nào, độ phức tạp thời gian là bao nhiêu, độ phức tạp không gian là bao nhiêu, trên cơ sở đó mới đánh giá, chứ không phải chỉ thuần túy là tính qua các cái test, các cái thời gian để tính thời gian chạy, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi quay sang cái phần mà tôi muốn nói chính. Đầu tiên tôi muốn nói về cái việc sinh ngẫu nhiên, thế là sinh sinh cách ngẫu nhiên, cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên thì ở trong Python nó có một cái nó có một thư viện có tên là, ở trong Python thì tất cả các thư viện nó nằm ở trong các cái bộ đó, các cái module các bạn ạ, cái module nhé. Thì mà thông thường khi có một cái module thì chúng ta cần phải dùng nó, ta có thể đưa nó vào bằng cái lệnh import, import đó là tên cái module mà chúng ta cần cần đưa vào, hoặc chúng ta dùng cái trong trong cái module này, nó có nhiều hàm thì chúng ta có dùng, có thể dùng lệnh như sau, dùng lệnh là from from module import 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 là import là hàm một đúng không, sau đó là phẩy hàm một phẩy hàm hai, thì import nhiều hàm cùng lúc từ một cái thư viện. Thì trong cái Python rất hay là nó có rất nhiều thư viện mà chúng ta có thể dùng các thư viện đó nhé. Rồi thì cái thư viện mà nó chứa các cái hàm mà dùng để sinh ngẫu nhiên là thư viện sau đây, là cái thư viện sau đây là cái thư viện là import, thư viện có tên là render, chúng ta nhớ nhé, render 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 thì enter, và bây chúng ta có thể kiểm tra trong trong random nó có những hàm nào, thì các bạn dùng lệnh dir và mở ngoặc ra và chúng ta gõ cửa random, thì đây là cái lệnh để kiểm tra xem là trong cái hàm trong thư viện random này nó có những cái hàm nào, chúng ta enter thì nó ra một loạt những cái hàm, khá nhiều hàm, nhưng mà ở trong cái này tôi sẽ cho các bạn chỉ cần biết ba hàm, theo tôi ba hàm thôi, đó là hàm nhất là hàm mà đây, hàm thứ nhất là hàm random, hàm thứ nhất nhé là cái hàm random, hàm thứ hai cần học là cái hàm rand, hàm thứ hai là cần cần biết, hàm thứ ba là hàm choice, choice. Như vậy là ở trong cái module là random này, cái module random này thì chúng ta chỉ cần biết ba hàm này thôi, hàm random, hàm rand in và hàm choice, thì tôi mô tả nhanh nhé. Cái hàm random là cái hàm mà sẽ sinh ra một cái số thực ngẫu nhiên nằm từ 0 đến 1. Chúng ta có thể kiểm tra. Hàm thứ hai là hàm rand in. Để bây giờ nhé, bây giờ tôi giao nhé, bây giờ muốn ba hàm tôi làm nhé. Tôi viết là from random import import này, random là cái hàm đầu tiên các bạn nên biết này. Hàm thứ hai là hàm rand in, bạn nhớ nhé, và hàm thứ ba là hàm choice. Thứ ba cái hàm này là cái hàm chúng ta theo tôi chúng ta cần phải biết nhé. Rồi khi chúng ta dùng lệnh là from random import random phẩy rand in phẩy cho thì ta có được quyền dùng nó nhé. Thì cái hàm random là cái hàm gì, hàm random là cái hàm đây chữ này thì nó sẽ ra một cái số thực ngẫu nhiên nằm từ 0 đến 1. Tôi kiểm tra ngay, bây giờ tôi dùng cái gọi nhớ lại cái lệnh random, chúng ta chấm, chúng ta gõ lệnh đọc này chính là cái mô tả ý nghĩa của cái mô tả nhanh cái hàm đó nhé. Cái này là cái hàm sinh ra một cái số thực ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ lớn hơn bằng không và nhỏ hơn một. Đấy, các bạn thấy. Nhưng mà đây là một cái sinh ra một cái số thực ngẫu nhiên nằm từ không, tính cả không và nhỏ hơn một. Đây là cái hàm random. Hàm thứ hai là hàm rand in, hàm này rất hay dùng. Hàm rand in là như sau. Hàm rand in là cái hàm nó có hai tham số là AB, thì nhìn thấy AB nhé, A phải B, thì hàm này là hàm nó sẽ sinh một cái số tự nhiên ngẫu nhiên nằm trong khoảng A và B. Tôi lấy được những cái hàm này, những cái hàm này ví dụ tôi viết là một cái hàm từ 0 100, thì đây cái hàm này sẽ sinh một cái số tự nhiên là một cái số nguyên ngẫu nhiên nằm giữa 0 và 100. Thì dưới tôi tổng quát lại như vậy, n bằng 1.000 chẳng hạn, thì ta có cái hàm random rand in chính là cái hàm sinh cái số ngẫu nhiên nằm từ ví dụ là 1n, thì đây là nó sinh
một cái số tự nhiên ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 1 đến n. Anh đã làm hàm đi, đi là hàm rất là hay dùng. Cái hàm thứ ba là hàm cho. Hàm cho là như sau: chúng ta có một cái, chúng ta có trước một cái dãy bất kỳ, như một này, hai này, chín này, 10 này, không này, trừ 6 này, trừ trừ 8 này, 100 này, ví dụ như bất kỳ. Nó là một số bất kỳ. Dãy bất kỳ đây có thể là số thực hoặc là số nguyên hoặc gì cũng được. Đấy, thì khi đó cái hàm choi đầu vào của nó là một dãy. Đây, à. Thì hàm choi này là đầu vào của nó là một cái dữ liệu dạng dãy như thế này, thì nó sẽ chọn ra một cái số ngẫu nhiên nằm trong dãy A này. Đây, cái enter này. Đấy, là ngẫu nhiên là cái số 10. Hàm choi là cái hàm mà bây giờ tôi kiểm tra thế này, nó là một cái dãy nhé. Do đó tôi có thể ví dụ như là có thể sinh ra là một ký tự nhé. Đây tôi làm, ví dụ tôi tạo ra một cái dãy là tự nhiên tôi viết này S gì này, S thì bằng ví dụ nhé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thì hàm choi của S thì là khi nó sẽ tạo ra một cái ký tự ngẫu nhiên nằm trong cái khoảng này, nằm trong cái dãy này đó. Cái này là hàm choi. Như vậy là cái hàm, như vậy chúng ta có ba hàm rất quan trọng. Hàm choi là hàm lấy ra một cái phần tử ngẫu nhiên của một cái list. List là hình nhất một cái list cho trước. Hàm range in là hàm có cú pháp là AB. AB thì nó là sinh ra một cái số số nguyên ngẫu nhiên nằm giữa A và B, nằm trong khoảng A, nằm trong tính 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 cả hai đầu. Còn hàm random thôi, random không thôi là cái hàm mà sinh ra một số thực ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ không, có thể bằng không và nhỏ hơn một. Thì ba cái hàm là ba cái hàm chính, ba cái hàm rất là cơ bản. Thì ta lấy ví dụ một vài nhé. Ví dụ như chúng ta cần cần phải sinh cần phải mà trong cách của chúng ta cần sinh một cái dãy ngẫu nhiên là n phần tử, là n số tự nhiên ngẫu nhiên. Thì làm như sau: chúng ta tạo bằng dãy A là gì, tôi viết một cái hàm là sinh dãy. Hàm này sẽ có đầu vào là n, đầu vào là n làm số tự nhiên, đầu ra là một dãy ngẫu nhiên các số tự nhiên nằm từ 1 đến n trừ 1, tôi lấy ví dụ như vậy, hay đến n, đến n nhé. Đó. Thì làm như sau, thì tôi viết một cái hàm, hàm này là cái khi mà chúng ta với chương trình chúng ta rất cần những cái hàm như này. Hàm này là hàm để sinh một cái bộ test đầu vào. Thì lấy ví dụ cái bài của chúng ta là cái bộ test đầu vào là một cái dãy em là một dãy số tự nhiên ngẫu nhiên. Được chưa? Thì có n số thì bài này cần ví dụ đầu bài như sau này. Đầu bài là nếu học sinh làm được cái bài test dưới 1 giây mà với n nhỏ hơn 1.000 thì được bao nhiêu điểm đấy. Xong cái bộ test thứ hai là n nhỏ hơn 1.000.000, nhỏ hơn là 10.000. Cái bộ thứ ba là n nhỏ hơn 100.000. Bộ thứ tư là n nhỏ hơn 1.000.000, là con là 1.000.000. Thì như vậy dùng cái hàm này để sinh ra các cái bộ dữ liệu khác nhau. Được chưa? N làm số gì bất kỳ. Thế cái là như sau: chúng ta tạo viết một cái hàm là hàm sinh dãy. Chúng ta làm sinh dãy rất đơn giản, chúng ta tạo một cái dãy rỗng như thế này. Sau đó chúng ta sẽ em sau đó chúng ta sẽ làm như sau: chúng ta sẽ for i in range n. Đấy, như vậy là coi là vòng lặp là n lần. Sau đó chúng ta sẽ append, bổ sung vào A cái gì, bổ sung vào A cái ren ren in. Đấy, chúng ta nhớ ren in tính từ 1 đến n. Đấy, thì cái chỗ này là gì, sinh cái số ngẫu nhiên từ 1 đến n, sau đó là bổ sung vào A. Đấy, thì sau vòng lọc n lần này thì A chính là cái dãy số gồm một n gồm n n phần tử ngẫu nhiên. Và sau nó kết thúc đây tôi sẽ return A. Đó, thì đây là, thì cái hàm sinh dãy này chính là cái hàm mà sinh ra cái dãy số tự nhiên ngẫu nhiên từ 1 đến n, từ 1 đến n nhé. Ví dụ như là từ 1 đến n nhé. Và đây tôi lấy ví dụ như là tôi sinh này, tôi viết là a bằng sinh dãy
100 chẳng hạn, thì nó sinh ra là 100 số. Một số như vậy là ngẫu nhiên từ 1 đến từ 1 đến 1 đến đến từ 1 đến 100. Được chưa? Nhưng mà bây giờ là khác đi. Bây giờ như này. Bây giờ đầu bài như sau, đầu bài là như sau, đầu bài là sinh ra một cái bộ là một cái bộ khác là sinh ra một cái dãy số ngẫu nhiên. Bài 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 2 nhé, là sinh ngẫu nhiên. Sinh ngẫu nhiên một dãy số tự nhiên có n phần tử, n phần tử, mà mỗi số như vậy sẽ không vượt quá một hằng số, một hằng số nào đó, một hằng số, ví dụ hằng số là max nào đó đấy, hằng số max đấy. Nào đó max có thể là max có thể là 10 mười 10 mũ 11 khó chẳng hạn, cái ví dụ như vậy. Hãy tự viết thôi. Mà sinh ngẫu nhiên một cái dãy số tự nhiên của n phần tử và mỗi số không vượt quá một hằng số là max, được chưa? Rồi tôi làm viết nha. Bây giờ tôi viết cái hàm thứ hai. Hàm này sẽ là sinh, tôi viết là dãy đi. Tôi viết d viết hoa, có đó hàm này là sinh dãy, này là d viết thường nhé, sinh dãy này. Có hai hằng số, một là n, hai là max. Đấy, hai là max. Thì bài hàm này là sẽ sinh một cái dãy ngẫu nhiên n phần tử và mỗi tử như vậy là một cái số tự nhiên không vượt quá max, không vượt quá max. Đó thì làm như sau, tôi viết là a, ví dụ trên tôi viết là tạo ra a là như thế này, a là dãy rỗng này, sau đó tôi for i in range n, và tôi pen mà append này, append là range in và từ 1 đến max. Max. Đấy. Sau đó tôi sẽ editor đã. Đây là một bài khác. Bài này là bài khác khác bài trên. Bài trên là cũng sinh n số, nhưng mỗi số như vậy là nằm trong khoảng từ 0 đến từ 1 đến n. Bài này là sinh ra n số nhưng mỗi số nằm trong khoảng từ 1 đến max, max là một số chỗ trước. Đó. Ví dụ tôi viết là đầu bài này in ra một cái dãy gồm có 1 triệu phần tử, mỗi phần tử như vậy là nằm là nhỏ hơn hoặc bằng là 100.000. Ví dụ như vậy tôi viết là a sinh dãy nhé. Gồm có 1 triệu số và một số như vậy không vượt quá là max, max là 100.000. Thì bây giờ A nó thực sự là bạn thấy len A của nó này, len A của nó là 1 triệu luôn này, 1 triệu luôn. Bây giờ tôi viết tôi bây giờ tôi viết A enter là nó chảy đúng không? Chảy mà mãi không hiện ra, tôi không có in nữa. Như vậy cái A bây giờ A là một số cực lớn, là một dãy cực lớn nhiều phần tử. Và cái việc sinh nó rất là nhanh, bạn thấy không nào, sinh rất là nhanh. Thì như vậy là tóm lại là chúng ta sẽ dùng cái thư viện random. Và chúng ta có ba cái hàm thật tôi rất hay dùng, tôi viết lại để cho ta nhớ nhé. Như vậy là cái thư viện mà chúng ta dùng để sinh ngẫu nhiên theo tôi biết là hay dùng nhất là dùng cái thư viện random nhé. Nó có sẵn rồi, nó đi sẵn cùng với cái của Python rồi. Các bạn biết là Python là ngôn ngữ lập trình là như sau này, nó có một cái gọi nó gọi là cái Python lõi. Python lõi là cái chúng ta vẫn chạy bình thường, nhưng mà đi kèm với nó là có rất nhiều các cái thư viện, nhưng mà tác giả của nó không đưa vào ngay bản lõi vì nó sợ tốn tốn bộ nhớ. Chúng ta dùng tới đâu chúng ta dùng tới đó, chúng ta đưa các cái thư viện đó vào trong bộ nhớ để dùng, chứ máy nó không đưa tất cả vào. Thì không phải ai cũng dùng giống nhau, người thì thích cái bộ random này, người thích cái phần kia, có rất nhiều thư viện khác nhau, cho nên ai thích phần nào đưa vào phần đó vào, như vậy nó tiết kiệm mà nó vẫn bảo đảm là cái tính mở của cái Python. Như vậy thư viện random là thư viện dành cho những ai mà thích với những việc là sinh cũng như các cái bộ test. Thì cái thư viện này chúng ta học ba cái hàm cơ bản, có rất nhiều hàm đó các bạn, này nó có rất nhiều cái hàm nhưng mà chúng ta học ba cái hàm. Một cái hàm là hàm random, nhắc lại nhé, là sinh sinh một cái số thực
ngẫu nhiên, tất cả cái này là ngẫu nhiên hết nhé, là ngẫu nhiên, nằm trong khoảng là ngẫu nhiên x thì nằm trong khoảng là không nhỏ hơn là bằng x thì nhỏ hơn một đấy, đó là cái hàm đầu tiên. Cái hàm thứ hai là hàm rand in, cái này rất hay dùng, nó có hai tham số là a b đấy. Hàm này là sinh, nhắc lại chúng ta nhớ sinh ngẫu nhiên, nhân một số nguyên m mà thỏa mãn là a nhỏ hơn được bằng m, nhỏ hơn được bằng b. Đấy. Là hàm rand in, cái hàm rất hay sử dụng, rất hay sử dụng ở trong trong những bài toán là sinh cũng như các cái bộ bộ dữ liệu. Cái một cái hàm thứ ba nữa cũng rất là hay dùng là cái hàm choice. Hàm choice là cái đầu vào là một cái dãy, là một cái list, và là cái sinh sinh ngẫu nhiên một cái giá trị lấy từ mảng A, lấy từ mảng A đó, lấy từ mảng A. Thì ba cái hàm này theo tôi là cái ba hàm mà chúng ta mà hay dùng nhất ở trên thực tế, được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ tôi làm thêm một vài thêm một vài ví dụ để cho các bạn thấy nhé. Ví dụ đây, bây giờ ví dụ là tôi sinh một bài nữa là gì, là sinh ngẫu nhiên một cái dãy n số là các số nhị phân 01, sinh ra một dãy là các số 01 là ngẫu nhiên, độ dài là n nhé. Tôi biết là đếm sinh sinh gì nhỉ, nhị phân đúng không, binary list. Hãy tôi đồng lại tôi gọi thế nhé. Đầu vào là n. Thì cái hàm này là sinh ra một cái list gồm có n số 01 mà là ngẫu nhiên. Thì cái đáp án tương tự như vậy. Giống trên này. A bằng đưa A này bằng. Đó. Và tôi for i in range n. Và cái đó là A chấm append, cái gì, append cái int ren in 01 01, đúng không, 01 này chính là cái ren in 01 chính là cái số ngẫu nhiên được nằm không gọi một thôi. Và sau đó thì tôi sẽ return a enter lần nữa. Các bạn chú ý nhé, nhiều bạn là khi mà chúng ta ở đây chúng ta enter thì chưa thấy, chúng ta phải enter nhiều lần, khi nào mà kết thúc, khi nào mà ra cái dấu nhắc này thì mới là đúng đấy. Nhiều bạn là và vì chưa quen mà chúng ta enter một cái chúng ta nghĩ là xong rồi, chưa chưa xong đâu. Chúng ta nhiều chương trình chúng ta mà nó càng có nhiều cái lồng nhau, càng nhiều nhiều vòng lặp lồng nhau thì chúng ta càng enter nhiều lần, vừa for vừa if lồng nhau thì enter chưa đủ, enter chỉ kết thúc một cái vòng lặp bên trong, enter một lần nữa thì mới ra ngoài. Nếu còn n vòng lặp bên trong chúng ta phải n phải enter n lần thì nó mới ra được. Khi nào enter nó ra đến hết thì mới xong. Ra được còn nhìn thấy ba dấu lớn hơn thì mới là xong. Đó. Đấy, bây giờ tôi viết tôi gọi a sinh ra a bằng sinh binary list. Đấy. Tôi sinh ra một dãy gồm có 10 phần tử. Thì a chính là một cái dãy ngẫu nhiên các số là không là không một. Được. Tôi học thêm bài nữa thì mình học thêm cho các bạn thấy nhé. Một bài nữa là sinh ngẫu nhiên một cái sâu nhị phân, độ dài là n. Đây là dãy nhé, sinh một sâu hoàn toàn làm được, rất đơn giản. Làm tương tự như vậy nhé. Đẹp này, đẹp là sâu nhị phân, sinh đây sinh sâu chữ như vậy, độ dài là n. Nên đây là một cái hàm là sâu nhị phân n. Là ta tạo ra một cái sâu nhị phân ngẫu nhiên chỉ có một không và một, rất đơn giản, làm như sau. Tôi gọi S thì là đầu ra, S thì là đầu tiên tôi cho là cái dãy là cái sâu rỗng, sau đó là for e in range n,
Và S tôi cộng cái gì? Cộng như sau, tôi dùng cái hàm cho lấy ngẫu nhiên của cái số 01 cái số 01. Những cái hàm cho này nó lấy một cái phần tử ngẫu nhiên, một cái số ngẫu nhiên 0 và 1 và nó cộng vào với S gì? Đây khỏe S thì bằng S thì cộng đúng không? Đấy, thì mình đúng. Được chưa? Thì từ đây dùng hàm cho. Sau đó chúng ta sẽ return S. Thì đây đây là cái hàm enter một lần chưa xong, enter lần thứ hai mới xong. Đó. Đây là hàm sinh một câu nhị phân độ dài n. Thì tôi viết nha, tôi viết là S thì phần sinh này. Nhị phân độ dài là 5 thì nó tạo ra một cái sâu sinh tôi viết nhầm phải là sâu nhị phân chứ chứ không phải là viết lại cái này nhé không phải là sinh nhị phân viết sai à, phải là sâu nhị phân tôi tạo ra là 5 chỉ nha đánh một sâu là 0,01 được chưa thì đó là cái bây giờ tôi các bạn đã hiểu chưa? Bây giờ tôi sẽ bắt đầu mô tả nhé. Bây giờ sang phần thứ hai là tôi sẽ mô tả cái cách tính thời gian chạy của một thuật toán. Thì khi các bạn làm thuật toán nhé, khi các bạn làm thuật toán này chúng ta khi sinh thì là sinh như này. Chú ý chúng ta khi sinh thì chúng ta không đây input đây đúng không? Đây là input này. Khi mà tôi viết cái chương trình nhé thì tôi phải có là input đúng không nào xong chạy chương trình xong ra output khi ra output rồi thì thông thường là nó ra màn hình in ra màn hình bằng lệnh print hoặc là in ra file đấy nhé. Còn input này là sẽ nó sinh ngẫu nhiên dùng cái hàm nó sinh ngẫu nhiên cái input được chưa? Thì than chạy là cái gì? Than chạy là như sau, than chạy là thời gian chạy ở từ đây đến đây thôi nhưng chúng ta sẽ không tính thời gian mà sinh cái input này. Đó, các bạn chú ý nhé, chỉ tính thời gian này thôi, thời gian là khi sinh xong input rồi đưa vào chương trình bắt đầu chạy khi đó chúng ta mới tính thời gian. Và tính khi chạy xong chương trình thì là tính luôn kết thúc thời gian luôn, còn không tính thời gian là in ra màn hình là chúng ta không tính. Cho nên khi mà chúng ta viết một cái chương trình chúng ta chỉ cái thời gian T0 chỉ là cái thời gian tính khi mà chạy chương trình lõi thôi, cái thuật toán lõi của bài toán thôi, chứ chúng ta bỏ qua cái thời gian là thời gian sinh cái bộ dữ liệu input và bỏ qua hay là sinh bỏ qua thời gian nhập dữ liệu vào và bỏ qua thời gian là mà để dữ liệu ra màn hình hoặc ra file, chỉ tính thời gian giữa thôi chưa. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn một vài ví dụ để tính như này nhé. Đây tôi làm cái chương trình đơn giản, ví dụ như tôi làm cái chương trình đơn giản như sau. Tôi làm cái đầu vào của tôi là một cái dãy a bất kỳ các số nguyên bất kỳ và tôi muốn gì và tôi sắp xếp lại dãy a theo thứ tự tăng dần nhé. Vậy cái bài tập của chúng ta là gì? Bài toán là như sau. Bài toán là sắp xếp dãy A theo thứ tự tăng dần. Bài này lại biết rồi nhưng mà tôi sẽ làm bằng cách gì? Bằng cách là tôi sẽ mà tính thời gian nhé. Thời gian như lại cái chúng ta dùng một cái thuật toán đơn giản nhất mà dễ 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 nhất thôi. Đây đây là sắp xếp dãy A. Được chưa? Thì ở đây tôi dùng thuật toán là sắp xếp mà dùng thuật toán tự nhiên hay người ta trong giới khoa máy tính người ta gọi là thuật toán châu bò này. Tôi tìm tất cả các cái cặp chỉ số y mà y nhỏ hơn g, kiểm tra nếu mà y nhỏ hơn g nhưng mà ai lại lớn hơn ag tôi đổi chỗ thì thuật này nó gọi là thuật toán châu bò nhé. Như sau này để tôi viết cho comment đây thuật toán sắp xếp châu bò. Đấy. Các bạn chú ý là khi mà cho học sinh làm mà thi sinh giỏi
Thì nếu học sinh mà bí không biết toán gì thì cách mà học sinh có thể làm ngay việc là dùng ngay toán châu bò. Toán châu bò là toán dễ hiểu nhất, đơn giản nhất mà suy trực tiếp từ đầu bài là làm được ngay. Thì nếu mà học sinh mà bí quá không tìm được toán hay thì hãy cứ làm bằng châu bò đã. Làm châu bò thì không được điểm tối đa nhưng thế nào cũng qua được vài ba cái test đầu tiên. Như vậy cái đây là chỉ là cái đây chỉ là cái gọi là cái mẹo để mà khi làm khi mà đi thi học sinh giỏi thôi, là học sinh không được quên cái toán châu bò này chứ không nên bỏ. Nhiều học sinh là không làm được là bỏ luôn cái bài đó thì là sai, thì là phí, là phí để ăn điểm thì cứ làm toán tồi cũng được. Thì bây giờ người ta cũng cho phép là ăn một vài điểm ở các cái test đơn giản trước nhé. Thì bài này là toán châu bò là như sau này. Đây chúng ta nhớ lại cái đang làm. Chúng ta làm hai vòng for. Đầu tiên là for y chạy từ 0 cho đến n trừ 2. Y for y in range từ 0 đến n. Cái này tức là, xin lỗi, có thêm một cái dòng nữa ở trên nữa nhé, là n bằng len a. Sau là for y in range n trừ 1, tức là y chạy từ 0 đến n trừ 2, tức là không phải y chạy từ từ phân tử đầu tiên của a đến phân tử gần cuối cùng của a. Đấy. Xong một lọc thứ hai là for g in range bắt đầu chạy từ y cộng 1 trở đi cho đến cuối của dãy cho đến n. Đấy. Rồi. Như vậy là hai vòng lọc này là sẽ tìm được, tức là cái toán châu bò thì tìm tất cả các cặp y gì sao cho là y nhỏ hơn gì, và ta kiểm tra nếu y mà a y mà lớn hơn a g, tức là hai phân tử này là xếp không chính xác, không chính xác thì chúng ta sẽ đổi chỗ. Chúng ta sẽ đổi chỗ a y phẩy a g bằng a g, chúng ta đổi chỗ trên a luôn cho nó nhanh nhé. Tới đây là kết thúc cái em là kết thúc cái em cái toán đầu tiên. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra là tôi sẽ tính toán là với a cho trước thì cái toán xếp này là hết bao nhiêu giây nhé, thì làm như sau này. Bây giờ tôi trở lại bạn ơi nhé. Thì đầu tiên tôi sẽ phải dùng là tôi là tôi sẽ phải viết cái toán để viết cái chương trình để sinh cái bộ test ngẫu nhiên. Thì tôi from random random nhé, from random import rand, chỉ cần quên một hàm là đủ. Thực tế là một cái hàm này là được rất nhiều rồi, nhưng chúng ta sẽ import một hàm thôi, là hàm rand in. Rồi ở đây tôi sẽ viết một cái thủ tục thứ hai, thủ tục là sinh dãy để ta sinh ra cái bộ dữ liệu. Được chưa? Thì bộ dữ liệu của chúng ta lấy ví dụ như này, đầu bài ví dụ đầu bài nó cho một cái hàm hàm cái max này, là hàm max này là ví dụ như là 1 triệu chẳng hạn, thì tất cả các dữ liệu của chúng ta là không vượt quá cái max này. Rồi trên đầu bài là n đây sinh ra, đây là một cái bài cái hàm này là hàm sinh dãy n, là sẽ sinh ra một cái dãy các số nguyên ngẫu nhiên và không nhỏ, và nhỏ hơn max thì tính là không đến max nhé, nên mà là ngẫu nhiên. Đấy. Thì như vậy là chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta tìm cái dãy ngẫu nhiên đầu vào cái bộ test đầu vào cho chương trình nhé. Rồi chúng ta viết là a bằng cái làm đơn giản như vậy, khi chúng ta for y in range, vậy là chạy đúng n lần nhé, và mỗi lần như vậy sao nó bị đẩy xuống nhé. Rồi chúng ta viết là a append, append cái gì, append là rand in nhé, in là không và tiếp theo là max. Đấy, max và sau đó chúng ta đây chúng ta return return à. Được chưa? Đấy. Thì cái thuật toán này là dễ dàng thấy nó đúng đúng rồi nhé. Đấy, đây là để sinh dãy này. Như vậy cái sinh dãy này là dùng để gì? Dùng để chúng ta sẽ mà dùng để chúng ta sẽ sinh ra test của bài toán. Rồi, để chúng ta vào chương trình. Chương trình này sẽ đưa ra những cái bộ test khác nhau nhé. Ví dụ phần 1 test chúng ta là n bằng 10 thôi. Cho nên phần chúng ta sẽ làm phần test thứ hai là n bằng 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 1.000, xong test cái bộ test thứ ba là n bằng 10.000,
bộ test thứ tư là n là 100.000, bộ test thứ năm là n là 1.000.000, và bộ test thứ sáu là n bằng 10.000.000. Ví dụ ta lấy ví dụ như vậy nhé. Rồi khi chúng ta cho n một rồi, chúng ta làm sao? Bây giờ tôi bảo làm này, tôi sẽ cho a này là sinh dãy nhé. À, sinh dãy là n, thấy không nào? Với được bộ là n bằng 10 nhé. Nhưng mà đây chính là cái lệnh để chúng ta sinh ra một cái bộ test ngẫu nhiên. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy chính là chương trình là sắp xếp a. Đấy, sắp xếp a được chưa, sắp xếp a. Đấy. Thế xong là xong rồi, nếu các bạn thích thì chúng ta sẽ in ra để ta kiểm tra đúng đúng hay sai, chúng ta dùng lệnh print nhé. Đây chúng ta chứng minh cho print a để chứng minh xem kiểm tra a đã đúng chưa. Lệnh print này chỉ dùng khi mà n nhỏ, n bằng 10.000, 1.000.000, không thể in được vì nó quá lớn. Tôi chạy thử ván này nhé. Rồi thì bây giờ này tôi sẽ lớp chúng ta là lớp cấp tốc đây, đây là project nhé. Bài này là bài là tính thời gian sắp xếp dãy, đúng không? Sắp xếp dãy. Rồi chị thử nhé, thì kiểm tra đúng hay sai. Tôi muốn các bạn là tin tưởng rằng cái thuật toán này là đúng này. Đấy, đây thuật toán sắp châu bò là đúng này. Tôi chạy thử nhé. Max, chữ này lại chữ em bấm nhầm ở đây nhé. N10 thì là dễ thôi, N10 đây này. Đấy, N10 đúng rồi nhé. À, tôi in ra thêm một chút cho cái ban đầu nữa này. Sinh rồi và tôi sẽ print print A ra để khi in dẫn cho nó như thế nào. Đấy, bấm em thôi nhé. Đây, như vậy là đây là trước. Ôi rồi. Ồ, bị lẫn. Đây, đi book đây nhé. À, nó bị xong đây. Ở ngoài. Comment chỗ này nó hơi. Đây. Đây này. Ở cái dòng trên này chính là cái dãy ngẫu nhiên a, còn phía dưới này là cái dãy được sắp xếp thứ tự tăng dần, thấy không nào? Thế chúng ta là đúng rồi nhé. Rồi bây giờ tôi làm tiếp theo này là tôi sẽ tính thời gian. Thì bây giờ phần này là phần chính của hôm nay nhé, chính của hôm nay là phần chính của... thế như sau này về khi tính ra thì tôi không cần là cái hai lệnh pin tôi bỏ đi, tôi không cần nữa nha, bỏ đi này. Được rồi thì làm như sau này. Thì đối với thì chúng ta cần một cái để tính thời gian, chúng ta cần thêm một cái thư viện nữa, là chính là thư viện có tên là from time time. Đây là from time nhé. Thì trong cái time này, trong cái thư viện time này thì theo tôi nó có hai hàm, hai hàm chúng ta có thể dùng được, hai hàm là có ý nghĩa giống hệt nhau. Một hàm là hàm time, là tên chính là time. Hàm thứ hai là hàm có tên là performance cao. Thì các bạn có thể dùng là hàm này cũng được mà hàm này cũng được nhé, nhưng mà tôi đã sức quay ý nghĩa này. Cái hàm time mà đây là cái hàm là này, nó tính cái thời gian hiện thời, là tính bắt đầu từ cái thời bắt đầu từ năm 1900 năm từ năm 1900 cho tận bây giờ, cho thời điểm hiện tại, và tính xem là bao nhiêu giây. Như vậy đó là chính là cái hàm time, và cái đơn vị tính cái nó là giây. Nhưng mà chúng ta chỉ cần tính cái time mà trước và sau khi chúng ta chạy là được nhé. Đấy. Còn cái hàm performance counter, cái hàm này nó tính cái thời gian chạy bắt đầu từ khi chúng ta bật bật Python lên, nó tính theo cái nó dựa trên cái đồng hồ của CPU, cái đồng hồ của trong cái clock của CPU. Hai cái tính này là như nhau. Đấy, nhưng mà ở Python thì họ họ khuyên là nên dùng cái hàm thứ hai hơn, performance counter hơn. Nhưng mà người Việt Nam mình là không thích cái từ performance counter vì nó dài quá, dùng cái time nó dễ hơn. Chứ rất nhiều người Việt Nam là chúng ta dùng cái time này là hay dùng cái này hơn. Thật ra hai cái này là như nhau nhé, như nhau. Bản thân tôi thích cái hàm thứ hai này hơn, vì tôi đọc sách thấy cái hàm này nghe nó rất là hay, vì nó là tính cái thời gian nhanh hơn, tính thời gian từ khi bật máy tính lên thôi, từ khi chúng ta chạy chạy Python.
cho nên là nó cảm giác mình cứ linh cảm nó nhanh hơn thôi, nó chính xác hơn, mà hai cái này nó là như nhau. Rồi thì làm như sau nhé. Đây thì chúng ta sẽ tính thời gian khi nào, tính thời gian bắt đầu từ khi sắp xếp chứ không tính thời gian từ sinh nhé, chỗ này là không không tính nhé. Bắt đầu từ đây đó, chúng ta viết là t1 bằng time, time như này, để như là để tính là trước khi mà bắt đầu chạy cái hàm sắp xếp, và xếp xong tôi tính cái hàm t2 là tính cái time của cái hàm đây, hàm này. Và sau đó tôi cần in ra cái thời gian thôi, tôi print print ra cái t2 trừ t1, đây chính là cái thời gian chạy, tính thời gian chạy này theo giây, theo giây được chưa? Thế bây giờ tôi thử nhé, nhưng mà này tôi làm bây giờ tôi chạy thử này, thử nhé. Đây như vậy là với n mà n bằng không này thì nó là không, bây giờ nó quá ít. Bây giờ tôi làm như sau, tôi dùng cái hàm round và tôi muốn cho nó hiển thị với là 10 con số sau dấu phẩy, xem nó có được với n bằng 10 thì nó vẫn là không hay là nó vẫn là không nhé. Bây giờ tôi cho n bằng 100, n bằng 100 kiểm tra này. Đấy, nó là 0011 giây rồi đấy, như vậy nó là một phần nghìn của giây đúng không? Đấy. À, một phần nghìn của giây là m bằng 100 theo chạy của cái hàm này của chúng ta nhé. Vì tôi cho n bằng 1.000, chạy thử xem nó bằng bao nhiêu nhé. Đúng rồi đây. Đấy, nó ra là 0,1 giây. 0,1 giây tức là 1 phần 10 giây. Là 1.000, tôi cho là 10.000, 10.000 thử nhá. 10.000 này. À, đấy nó lâu hơn chưa, 10.000 là bắt đầu lâu hơn rồi đấy, nó khá lâu nha, chúng ta đợi một chút đi. Như vậy với 10.000 là cái toán của chúng ta là bắt đầu có vấn đề, bắt đầu là bị chậm là 14 giây rồi đấy. Như vậy là cái bài này nếu mà 14, nếu mà họ cho chúng ta cái thời gian chạy với tất cả các cái test chúng ta đều phải là 1 giây thì cái bài đến bằng 1.000 là chúng ta bị hỏng được không nào. Cái này là do cái này từ đằng sau nhé. Rồi nhưng mà đây là một chương trình rất đơn giản thôi, chúng ta tính là cái thời gian chạy của chương trình. Bây giờ tôi kiểm tra lại, bây giờ tôi làm thử lại cái này nhé, tôi không dùng hàm time mà tôi dùng cái hàm là performance counter cũng được, tôi thử rất nhanh thôi, sửa cái hàm này mà dùng tên performance counter, tôi sửa cái lại này bằng 1.000 chạy thử nhé, vẫn thế thôi, nó là 0,15 0,1 giây đấy. Nếu là bây giờ tôi cho cái này là 15.000, tôi cho cái này là 5.000 này, 5.000. Năm 5.000 là bắt đầu nó chậm thành 3 giây, nhưng mà 5.000 là cũng bị hỏng cái nếu mà điều bài nó cho là 1 giây là hỏng. Được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ làm cùng các bạn tôi làm như sau nhé. Bây giờ tôi sẽ làm đây, bây giờ như này nhé. Bây giờ tôi sẽ làm một cái đây là toán thứ nhất này, toán thứ hai. Toán thứ hai là tôi sẽ làm, tôi dùng một cách khác, tôi sẽ làm nhanh hơn nhé. Toán thứ hai tôi dùng ngay chương trình của máy tính, dùng cái phương thức của máy tính nhé. Thế là hàm thứ hai là như sau này, tôi viết là df một cái là sắp xếp. Bài cách thứ hai là tôi làm theo một cái hàm có sẵn của Python là như sau. Tôi vừa chỉ là cái hàm a giờ hàm a sort. Sort. Đây. Cái hàm với cái toán hai tôi dùng đỡ và dùng cả cái này, tôi dùng một hàm thôi là hàm sort, là một phải là cái phương thức sort nhé. Rồi thế bây giờ tôi sẽ tính với cái bài này, tôi sẽ tính lại, bây giờ tôi muốn tính cả hai thì làm thế nào, vì các bạn cùng tôi thử nhé. Bây giờ a là sinh dãy này, được chưa? Bây giờ tôi viết là b bằng a chấm copy, nhưng mà tôi xin nhầm cái bản sao y như vậy nhé. Rồi và bây giờ tôi làm như sau, ở chỗ này là tôi tính phương án cũ nhé, phương án cũ đấy. Bây giờ tôi copy xuống dưới tôi làm phương án mới nhé, phương án mới này tôi làm phương án mới nhé, dưới này là phương án mới, là tôi dùng cái hàm là sắp xếp theo ý mới đây, dùng cái này. Cách thứ hai là tôi dùng, cách một là cách làm của tôi là dùng thuật toán sắp xếp châu bò, cách hai là dùng ngay một cái hàm có sẵn của Python, chính là cái phương thức sort, rồi mà chúng ta đã biết. Rồi bây giờ tôi tính thử nhé, đây là
Ở chỗ này là phương án 1, tôi viết đây là phương án 1 để chúng ta để phân biệt. Đó. Phải. Còn ở đây là viết là phương án 2, phương án 2. Để xem phương án 2 nó có nhanh hơn nhiều so với phương án 1 hay không. Đấy. Được chưa nhé? Nhưng mà vẫn là cái bài này, nhưng mà ta tính hai lần. Chỗ này là tính để tính theo chạy của phương án 1 là cái thuật toán sắp xếp, hàm sắp xếp cũ của chúng ta. Đây là cái đoạn chương trình để tính phương án 2, là tính của cái hàm thứ hai là cái hàm SS SX gì là trên cái hàm sort của A. Ở đây ta viết là B B khác nhau, cho nên là tính là A, đây là phải B. Vì hai vì khi trên này tôi sẽ xong xong rồi thì A nó sắp xếp rồi, tôi phải tạo ra cái B làm cái bản sao của A, và trên này tôi sắp xếp lại B. Được chưa? Rồi, nhưng bây giờ tôi làm thử nhé. Đây, bây giờ tôi làm thử, tôi cho n bằng 1.000. Và tôi kiểm tra xem cách 1, cách 2 là có hơn nhau chỗ nào không nhé. Đây là cách 1 nha. Đây. Cách 1 là 0,14 giây, tức là 1 1 1 phần 10 giây. Cách thứ hai là 0,001 giây, rất là cách thứ hai rất là tiết kiệm, rất là tốt. Thấy không nào? Bây giờ tôi cho cái này tăng là 5.000. 5.000. 2.000 đi. Tăng tầm chậm chậm nhé, tăng 2.000 nhé. 2.000. Cách 1 là 0,5 giây, cách 2 là 0,002 giây nha. Thì tôi sẽ tăng lên là 3.000. Cách 1 là 1,3 giây, cách 2 là tăng hẳn cao cho ta xem nhé. Đây là cách tăng là 10.000. 10.000. Cách 1 nó hơi lâu nha. Bạn đặt dọc chút tôi sẽ ra ngay kết quả. Nhưng mà cách 1 là 14 giây và cách 2 vẫn là 0,001 giây, cực kỳ nhanh. Thấy không nào? Nhưng mà cách chứng tỏ cái thuật toán số 2 là thuật toán rất là tốt, rất là nhanh. Các bạn thấy không nào? Thấy rất là nhanh. Đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta tăng nữa thì chúng ta không đủ thời gian để làm cái cách 1 đâu, nó rất là phức tạp. Cách 2 là nhưng mà cách 2 vẫn là rất là nhanh. Đấy, thì như vậy suy ra là cái thuật toán có sẵn của phần mềm là của Python là cực kỳ nhanh, cực kỳ nhanh. Còn cháu của chúng ta đây là châu bò cho nó không tốt. Đó, thì đây là tôi vừa mới cho các bạn xem qua là cái cách mà chúng ta thường chúng ta làm, từ trước nay chúng ta vẫn làm. Và khi học sinh làm bài xong thì không có ai mở code ra để xem học sinh hết, và chúng ta chấm bài chấm tất cả là qua cái này hết. Cứ em nói là cứ vượt qua các test là được điểm, mà sau đó thì cuối cùng là chỉ tính điểm cuối cùng thôi, là không bao giờ mở code ra. Em nói em thứ nhất làm được cách này, em thứ hai làm cách này, thì cách nào tốt hơn thì vì sao lại tốt hơn thì không ai, chúng ta không, chúng ta bỏ qua tất cả các bước đó. Thì nhưng mà đó là mô hình cũ rồi, còn sắp tới mô hình mới tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam cũng nên thay đổi, và những người làm giáo viên, những người như trên bộ dục ấy cũng nên thay đổi. Chúng ta có cái tư duy mới nhìn vào cái chương trình, chúng ta có cách mới hơn, thì không phải cuộc thi nào cũng là chấm như này, theo cái chấm này cũng là tốt thôi, nhưng mà không phải cuộc thi nào cũng tất cả các cuộc thi đều chấm thông qua cách là làm online và chấm bài tự động. Chấm bài tự động nó cái hay là nó khá chính xác và nó nhanh và ra ngay kết quả, học sinh biết ngay là đúng hay sai và sau đó là phân loại ngay rất dễ dàng. Còn cách mà chúng ta mở code ra, chúng ta chấm điểm theo từng code một là hoàn toàn rất là khác hẳn, chấm rất là khó và lâu, và phải có việc trao đổi với học sinh nữa, cho nên nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần. Nhưng mà cách thứ hai là cách mà chính là cách là bài bản nhất để dạy khoa học máy tính ở trong nhà trường nhé. Đó, thì tôi bây giờ tôi nói thêm một chút nhé. Như vậy là cách thứ nhất là cách châu bò là cách như sau, là cách châu bò mà các bạn, mà tôi nói thêm một chút, cái bài này nó có hai vòng lọc. Vòng lọc thứ nhất là n trừ một lần, vòng lọc thứ hai là n lần, cũng n trừ một lần. Như vậy tổng cộng cái số lượng các phép tính cho cái hai vòng lọc này chính là khoảng n bình phương lần. Vậy suy ra là cái bài số 1 ấy, bài toán sắp xếp nhé, bài toán sắp xếp dạy ai. Cách 1 là dùng thuật toán châu bò mà tôi đã viết ở trên nhé, trong châu bò.
thì nó có hai vòng lặp như vậy, cho nên là nó có cái độ phức tạp, có cái độ phức tạp thuật toán, có độ phức tạp thời gian của thuật toán nhé. Thuật toán là O n bình phương. Đấy. O n bình phương tức là nó là n bình phương, là thì với n bình phương này thì n càng lớn thì nó càng chậm, với n nhỏ thì nó không sao. Bạn vừa bạn thấy đấy, n bằng 10, n bằng 10, 30 hay là 100 nó là nhỏ, lên 1.000 là nó chậm rồi, lên 2.000 là rất chậm, lên 5.000 mà các bạn để lên 100.000 thì các bạn phải đợi 1 tiếng đồng hồ thì mình mới chạy xong một cái toán châu bò này. Như vậy toán châu bò là toán có độ phức tạp toán là O n bình phương. Còn cách thứ hai là dùng cái thuật toán của dùng thuật toán có sẵn trong chương trình của dùng cái phương thức sort. Thì cách này là cách mà các bạn tra cứu ở trong sách của trong các cái tài liệu của Python, thì cái chương trình này nó có cái thuật toán này, họ họ dùng cái thuật toán gọi là thu xếp nhanh, và nó có cái độ phức tạp thuật toán là n log n. Thì cái thuật toán này là tốt hơn hẳn so với thuật toán của n bình phương đó. Thì đây mới là thực ra khi chúng ta phân tích cái này chúng ta thấy nó hay. Đấy. Như vậy là thật ra khi mà chúng ta phân tích rồi thì thấy à em học sinh nào mà dùng thuật toán mà O n log n thì nó phải phải là tốt hơn hẳn là dùng thuật toán là O n bình phương, hiển nhiên là phải như vậy. Thì nó như vậy là cái cách mà chúng ta nếu chúng ta mở được code ra chúng ta xem được cho học sinh là phân tích lại, cho học sinh phân tích lại và chứng minh được là toán em nó làm đúng với độ phức tạp là như thế này như thế kia, thì chúng ta sẽ hiểu cái bài của em học sinh dễ hơn, học sinh cũng hiểu bài của mình hơn, là chúng ta đóng lại và chỉ có kiểm tra đầu vào đầu ra, kiểm tra thời gian. Cho nên là trong tôi nghĩ như vậy trong tương lai là cái vấn đề là cái ngay cả những cái chuyện thi sinh giỏi nó sẽ dần dần thay đổi, không thay đổi ngay đâu, nó sẽ dần dần nó thay đổi đó. Phải chưa, như vậy các bạn thấy như đây là một cái bài toán đơn giản thôi, nhưng mà thấy rằng là từ một cái thuật toán châu bò là độ phức tạp là O n bình phương, chúng ta giảm xuống chỉ còn là O n log n, các bạn thấy là nó thời gian nó khác hẳn nhau luôn, thời gian nó vô cùng là nó khác nhau này, một đằng là 14 giây, một đằng là 0,001 giây, nó lần nhau thấy không nào. Như vậy là nó rất là khác nhau đó. Bạn đã hiểu chưa? Như vậy tôi vừa mới nói xong cái nhà nó vừa nói ít thôi nhưng mà để cho các bạn hình dung được. Chưa? Rồi thế bây giờ còn thời gian còn lại tôi sẽ nói sang phần tiếp theo mà tôi rất muốn nói để các bạn biết. Và cái bài này phần là tôi nói phần thứ hai này mà bây giờ chuyển đến buổi sau nữa nhé. Tức là bây giờ tôi trình bày cho các bạn thêm hai cái kiểu dữ liệu nữa, là kiểu dữ liệu là tập hợp và kiểu dữ liệu là từ điển. Đấy, đây là hai kiểu dữ liệu theo tôi là rất quan trọng luôn, rất quan trọng nhé. Đấy, đây là kiểu dữ liệu tập hợp, bây giờ nói thêm nhé, là kiểu dữ liệu tập hợp, tiếng Anh nó là set nhé, và kiểu dữ liệu thứ hai là kiểu dữ liệu từ điển. Cái này là phần nâng cao, nhưng mà đối với học sinh mà đã học chuyên đấy mà muốn đi thi học sinh giỏi thì rất cần phải biết cái, vì rất nhiều bài toán là cần thuật toán nhanh là sử dụng set và sử dụng tập hợp và từ điển, kiểu dữ liệu từ điển nhé. Từ điển nó là dict, thực ra là nó dài hơn, nó là đây đây là set này, còn tiếng Anh nó là dictionary, là từ điển. Đấy. Thì ở trong Python thì có lẽ là mà ngoài cái list ra thì cái set và dict là hai cái kiểu dữ liệu rất quan trọng, và ba kiểu dữ liệu là set, là list nhé, list này, set này và dict là ba kiểu dữ liệu duy nhất ở trong Python mà nó là kiểu dữ liệu là khả biến, là khả biến. Khả biến tức là nó cho phép là thay đổi cái giá trị của nó. Các kiểu dữ liệu khác thì đều là kiểu dữ liệu làm bất biến cả. Còn riêng ba cái anh này thì là khả biến. Rồi thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu cái
cái set. Set là cái gì? Set là tập hợp, là một cái kiểu dữ liệu bao gồm các tập hợp, mà các tập hợp để cùng các phần tử là phải khác nhau từng đôi một. Set thì cách làm như sau, bây giờ tôi em mô tả, ví dụ tôi tả một cái tập nhé. Thì khi chúng ta mô tả tường minh một cái tập hợp thì chúng ta dùng dùng cái hạn mà dùng cái ngoặc nhọn, gọc ngó nhọn như là, ví dụ là 1 2 3 là một cái kiểu dữ liệu và nó có 3 phần tử. Thì tôi viết cái S2 chẳng hạn, nó sẽ bằng, vị tôi viết nhé, tôi viết là 1 1 2 2 3 3 4 4 4. Viết này thì máy lập tức máy sẽ loại bỏ đi những cái phần tử giống nhau. Tôi enter thì S2 của tôi nó còn lại là 1 2 3 4 thôi. Được chưa? Như vậy đây là kiểu dữ liệu là tập hợp cùng các phần tử là khác nhau từng đôi một nhé. Và khi mà chúng ta muốn tạo ra một cái tập hợp rỗng empty thì làm như nào, thì chúng ta không dùng cái này mà chúng ta dùng cái lệnh này. Set. Thì đây là cái lệnh mà mô tả cái tập hợp rỗng. Như vậy là set mà mở ngoặc đóng ngoặc thì là rỗng. Vậy đây là tập hợp nhé. Chúng ta kiểm tra là chúng ta được time mà s ra chúng ta thì đó là trường tập hợp, đó là set nhé. Và chúng ta dùng cái lệnh dir, chúng ta dir là chúng ta xem là s thì nó có những thuộc tính nào, thì nó có khá nhiều thuộc tính đấy. Rồi thì bây giờ tôi sẽ nói nhanh cho các bạn là một số thuộc tính cơ bản nhất nhé. Thật ra là cái em với tập hợp thì nó có những cái phương thức chính là phương thức gì, là tính hợp của hai tập hợp, ra của hai tập hợp và hiệu hai tập hợp và hiệu đối xứng. Nó có ba cái, nó có bốn cái, nó có bốn cái lệnh quan trọng nhất. Nó lại là hợp này, giao này, hiệu đối xứng và hợp giao hiệu và hiệu đối xứng. Đó, thì là bốn cái lệnh mà hay dùng nhất nhé. Nhưng trước tiên nghe tôi mô tả cái lệnh giản trước nhé. Ví dụ s thì là đây, thì tôi muốn bổ sung vào s phần tử thì tôi có lệnh này. Đấy, không dùng lệnh append nhé. Append là bổ sung phần tử vào cuối của một dãy của một list. Còn cái lệnh bổ sung phần tử vào tập hợp tôi dùng lệnh add. Add đây, thì dùng này s thì đây. Vì tôi biết là s thì chấm s chấm s tôi bổ sung vào là một, vào một thì máy nó vẫn không không tạo thêm phần tử nào cả vì là một nó có rồi. Nhưng mà s thì nó vẫn là 1 2 3 17. Được chưa? Mà chúng ta nhớ lệnh s nhé, lệnh lệnh rất quan trọng. Lệnh s là cái lệnh mà bổ sung một phần tử vào 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 một tập hợp. Rồi lệnh tập hợp vẫn có cái lệnh là len. Len là len của s là độ dài, là phần tử của tập hợp len. Tiếp theo là chúng ta có lệnh sau đây, chúng ta có cái lệnh là gì, là vẫn lệnh là ta duyệt các phần tử ở trên tập hợp. Chúng ta lệnh for x in s, và chúng ta sẽ print các phần tử của print các phần tử x này ra. Như vậy đối với s thì đối với tập hợp thì vẫn có lệnh lệnh duyệt, lệnh for duyệt trên các phần tử. Được chưa? Và S của chúng ta là đây, bây giờ nó có thể dùng lệnh là print S ra, nó vẫn là như thế, print S nó là như thế này. Đó. Mình những lệnh này chúng ta quen thuộc rồi, lệnh cho nhớ lệnh S thôi, lệnh S thôi. Còn các lệnh len thì nó giống như là đối với dãy, nhưng mà chú ý là nó không phải là dãy đấy nhé. Chúng ta không thể, chú ý là các phần tử của tập hợp không không ảnh hưởng thứ tự, không liên quan tự, chúng ta biết là sai này. Chúng ta biết là chúng ta dùng lệnh truy cập phần tử một cửa này là sai, là máy báo lỗi ngay nhé, vì s không phải là dãy, không thể truy cập qua từng chỉ số được. Biết thế này là lỗi nhé, lỗi. S thì nó không là cái kiểu dữ liệu mà chúng ta có thể truy cập từng phần tử một thông qua chỉ số, mà nó chỉ là chung tổng thể như này thôi. Đó, đó là tập hợp, và nó có một vài lệnh người ta đã quen rồi. Bây giờ tôi mô tả một số lệnh khác nhé. Này, bây giờ về hợp này, hợp nhé. Đây, chúng ta có lệnh này,
Bây giờ S ra là như thế, là như thế kia nhé. Từ cái lượng S này, hợp của hai tờ hợp này, chúng ta dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh này. Đấy. Ví dụ là S tờ hợp với M tờ hợp thứ hai là 1, 2, 10. Thì nó sẽ bao gồm, nó tạo ra một tổ hợp mới là gồm những phần tử nằm trong cả hai tổ hợp vừa S vừa 1, 2, 10 và nó tạo ra. Nó sẽ là 1, 2, 3, 10, 7 và 10. Thì đây là hợp của hai tổ hợp. Hợp của hai tổ hợp. Thứ hai là hiệu nhé. Bây giờ tôi lấy S1 bằng S1 bằng 1,2 chẳng hạn. Đó, thì S mà trừ đi hiệu, trừ đi S1 là hiệu của chúng đây. Thì nó sẽ lấy lên tổng chúng ta là 1, 2, 37 trừ đi 1, 2 thì nó còn lại 37 thôi. Thì nó lại 37. Đó. Thế là hiệu như vậy là hợp thì là cái lệnh là cái này, còn hiệu thì là cái này. Thao tác thứ ba là giao. Nhé, S của chúng ta là cái này. Bây giờ tôi tạo ra S1 bằng là 0, 1, 3, 15, 20, trừ 9. Nhé. Thì giao của chúng là những phần tử chung của cả hai. Giao chúng tôi viết là S gì? Và tôi dùng cái ký hiệu là gì? Giao dùng dùng cái dấu ký hiệu là dấu và S. Đây là giao của hai tập hợp. Giao của hai tập hợp. Thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là các phần tử sau. S là 1, 2, 3, 17. Còn S1 là 0, 1, 3, 15, 20, trừ 9. Như vậy chung của nó chỉ còn là con số 1 và số 3 thôi. Như vậy cái hợp này chính là cái giao này chính là 1 và 3. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy là có lệnh nhà. Lệnh hợp này, giao hiệu và một lệnh nữa là lệnh nó gọi là hiệu đối xứng, là bao gồm như sau, là những bao gồm cái phần tử mà không là gồm cái hiệu đối xứng là gì, hiệu đối xứng ký hiệu là S thì là ký hiệu là như này, là ký hiệu là cái này, này. Đấy. S1 đây là cái ký hiệu của tập hợp là gì, gồm các phần tử là hoặc thuộc S hoặc thuộc S1 nhưng không nằm trong giao của chúng, không không nằm trong giao của chúng. Thế thì là cái này, hay là cái này nó chính là gì, chính là hợp của chúng mà trừ đi giao thì nó ra cái hiệu đối xứng, đó là phần tử. Tức là nó đây là S gì nhá, đây là S gì này, đây là S gì đấy nhá, đây là S1 đấy nhá, là phần tử mà thuộc cả hai nhưng cũng không thuộc giao, tức là trừ đi 3, 1 và 3. Đó là chỉ là còn lại là 12, 0, 2, 17, 20, 9, 15. Bây tôi vẽ lại cho các bạn hình ảnh của các cái toán tử của tập hợp nhé. Đây. Cho trước A đây nhé, A đây này, A đây nhé, B đây nhé, B, B đây nhé. Đấy. Thì như sau này. Hợp. Hợp. Hợp tức là A ở bên như này thì nó là như này, đây, đây. Thì là gồm có phần tử nằm trong cả hai luôn, nằm trong cả hai hợp của chúng đây nhé. Ý thứ hai là giao, là giao, giao ký hiệu là A giao B thì nó là gì, nó là cái phần này, phần này, phần nằm trong cả cả hai phần tử, nằm trong cả hai tổ hợp, cái phần mà chung của hai thì nó gọi là giao. Xong tiếp theo là phần hiệu, là cái hiệu, hiệu tức là A trừ B, tức là phần tử mà nằm trong A nhưng không nằm trong B thì là chỉ là cái phần này, phần này. Nằm trong A nhưng mà B tự ta loại ra AB nhé, hiệu AB nhé. Và cái cuối cùng là hiệu đối xứng, hiệu đối xứng, hiệu đối xứng. Thế là như này là A B, được chưa, A B nó là cái này, hiệu đối xứng là như này, A đây này, B là những phần tử mà nằm trong đồng thời nằm trong hoặc A hoặc B nhưng không nằm trong các giao của chúng là cái phần này. Đấy. Thì cái hiệu đối xứng này là chính là cái gì, hiệu đối xứng này mà bản thân nó chính là cái a hợp với b mà trừ đi
trừ đi a ra b. Đấy. Là cái này. A hợp b xong rồi ta bỏ đi cái phần giao thì nó là nó hiệu xướng. Như vậy nó có bốn cái, nó có bốn cái thao tác. Thì chúng ta dùng cái nào, chúng ta dùng cái đó. Thì tất cả cái lệnh này là đều là lệnh là tạo ra một 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 đối tượng mới, nó ra một cái một tập hợp mới mà không ảnh hưởng đến cái tập hợp cũ, là không không ảnh hưởng đến cái thân AB là nó không thay đổi. Nó không phải những cái lệnh là cái lệnh mà SD nhé, MS chúng ta là đây cái lệnh mà S gì thì tôi kiểm tra ID của nó nhé, ID của S thì đây, ID của S là cái này nhé. Bây giờ tôi dùng lệnh S chấm S phần tử 20 chẳng hạn. Thì như vậy là bổ sung thêm vào S phần tử 20. Nhưng mà S vẫn là đối tượng cũ. Tôi kiểm tra cái ID của nó. ID nó không thay đổi. ID của nó vẫn là như cũ. Đấy. Nhưng mà là cái S này này đã bổ sung thêm so với S cũ. Đây bổ sung thêm là số 20. Nhưng mà chúng là có ID giống nhau. Như vậy nó vẫn cái đối tượng đó vẫn không thay đổi. Đấy. Như vậy sẽ ra là cái S là kiểu dữ liệu mà nó gọi là khả biến đấy, tức là nó cho phép thay đổi dữ liệu bản thân đối tượng nó không thay đổi đấy. Giống như là list đấy. Đó thì các bạn chú ý nhé, thì đây là cái thì bây giờ chúng ta áp dụng cái này áp dụng trên thực tế nhé. Bây giờ này này bây giờ rất hay là gì, chúng ta cho một cái dãy A, A là 1, 2, 1,0, 10, 9, 10, 0, 9, 5. Đó thì chúng ta có dùng cái hàm xét, chúng ta có thể biến đổi đưa các phần tử của A vào S gì. Như vậy đây chỉ cái lệnh mà tạo ra một cái tạo lấy những phần tử khác nhau từ D1 của A đúng không? S và như vậy S chỉ là cái phần tử khác nhau từ D1 của A. Hôm trước các bạn nhớ hôm trước tôi làm cái bài tập là cho trước một dãy A bất kỳ, bây giờ đếm số các phần tử khác nhau của A. Còn nhớ nhà hôm trước tôi làm cái bài tập như vậy mà làm khá khá dài đấy. Thì bài đó hôm nay chúng ta dùng S dùng tập hợp, chúng ta chỉ làm đúng lệnh là xong. Bài tập như sau nhé, bài tập là tính cho trước này, bài tính là cho trước này, cho trước A tính số tính số lượng các phần tử không lọc của A. Hôm trước chúng ta làm tập này đúng không? Tôi nhớ là một buổi chúng ta làm tập này rồi. Thì với bài này thì hôm nay chúng ta làm bài này nó chỉ có một dòng thôi, để tôi viết lại nhé. Df. Cái bài này là bài dùng cái hàm là tính tính không lọc. Hơi dài quá đúng không? Được, bắt buộc phải làm dài thì chúng ta nhớ tính không lọc của A. Đầu a đầu 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 vào của a đầu vào là một cái dãy số bất kỳ, đầu ra là một cái số nguyên, số tự nhiên, chỉ ra là cái số các phần tử, số lượng các phần tử không lọc của a. Bài này là bài hôm trước tôi đã làm rồi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm lại bài này với cái tư duy là của tổng hợp thì như sau. Chúng ta chỉ cần dùng biến đổi đây từ a nhé, chúng ta cho dùng hàm xét mà chúng ta tính ra sc và sau đó số lượng của nó chính là số lượng các phần tử không lọc của A thôi. Đó, nhưng bài này làm ra như sau này, bài này là gì, một dòng thôi này, return này len len của S, len của set của A, đây là đúng cái lệnh là xong đó. Đấy, thì cái bài trên nhé, mà trên nhé tôi tính này không lọc của A mà chúng ta đã vừa làm đấy, nó ra ngay là 6. Nhưng mà cái bài thêm mà các bạn thấy đơn giản không? Rất đơn giản nhé. Và chúng ta sẽ bây giờ không có thời gian nữa. Nếu mà có thời gian tôi sẽ làm, tôi sẽ không còn thì để ngày mai, để buổi sau tôi sẽ tính thử dùng phương pháp tính lúc vừa được làm, tôi tính thời gian chạy xem là theo chạy này có hơn không nhé. Hôm trước chúng ta đã làm bài này rồi, hôm trước chúng ta làm ba lời giải khác nhau của các bài này, thì đến hôm nay sẽ không kịp. Thì đến buổi sau tôi sẽ làm lại bài này mà tôi sẽ tính thời gian xem
tôi sẽ làm thành 4 năm phương án, và các phương án hôm trước làm và để bài phương án hôm nay là phương án này, và chúng ta sẽ kiểm tra xem phương án này nó có nhanh hơn hay không so với các phương án hôm trước nhé. Cái bài này có thể các bạn làm bài tập về nhà đi, các bạn làm luôn mà làm thử trong ngày 1/2/9 đi, xong đến ngày ngày thứ bảy tôi sẽ trả lời cái bài này, và các bạn thấy ý nghĩa rất là mạnh của cái kiểu dữ liệu tổng hợp. Rồi còn vài phút nữa tôi sẽ nói sang kiểu dữ liệu là từ điển. Từ điển thì cũng không thể nói nhanh được, nhưng mà tôi sẽ, từ điển là cái gì? Nôm na kiểu dữ liệu từ điển là kiểu dữ liệu là chúng ta sẽ là kiểu dữ liệu chúng ta sẽ tạo ra một cái ánh xạ từ tập cái khóa sang tập các cái giá trị nào đó, các khóa giá trị nào đó, thì cái là nôm na là dữ liệu từ điển là cái gì? Dữ liệu từ điển là cái này, là chúng ta đây, dữ liệu từ điển hôm sau tôi nói kỹ hơn. Dữ liệu từ điển là cái gì? Chúng ta có một tập các cái khóa, các cái key, chính là tên sinh lớp chúng ta nhé, là một ông tên là Hà, một ông tên là Bình, một ông tên là Vinh, một bạn tên là Quang nhé, và bên này là tập hợp các cái điểm trung bình, các cái điểm số, các cái điểm thi của các bạn này. Điểm ông Hà là 9, ông Bình là 10, ông Vinh là 5, ông Quang là 7, và chúng ta làm nhanh ánh xạ từ Hà sang 9, Bình sang 10 và Vinh sang 5 và Quang sang 7. Có thấy bên này nó là khóa, bên này nó là khóa, bên này nó là khóa, bên này nó là giá trị. Đó. Khóa sang giá trị. Nó hơi giống, có thấy nó hơi giống cái mô hình của cô là cái namespace. Cái namespace là ánh xạ từ một bên là các cái là cái name, là cái tên, ánh xạ sang đối tượng, thì bên này nó là khóa, bên này nó là giá trị. Đó. Thì cách làm là như sau, rất đơn giản. Chúng ta tạo một cái đối tượng tiền như sau nhé. Đây tiền là D. Khi mà khởi tạo một đối tượng tiền là rỗng, tôi viết là D, tôi viết là Dick. Đấy. Thì đây là tạo ngay ra một đối tượng từ điển là rỗng. Đây time nó ra, time một điên ra, thì nó làm là cái dữ liệu là đích, mà đích cũng là cái dữ liệu, là cái dữ liệu là khả biến. Rồi thì bây giờ tôi tự tương án này. Cái hay của cái từ điển là tương án rất thoải mái, vì tôi viết là D này, nhớ tôi mở ngoặc này, tôi viết là Hà nhé, đóng ngoặc. Cách mô tả của nó giống như là truy cập một cái chỉ số của một cái dãy, hay là chúng ta truy cập vào cái từng cái khóa một như là truy cập vào một cái phần tử của một cái list. Đây, thì biết là Hà nhé, Hà bằng 9, như vậy là tôi ánh xạ từ Hà sang 9. Bây giờ tôi tiếp tục ánh xạ từ ông Bình, nó bất kỳ nhé, tôi gán nó bằng 10, như vậy ánh xạ từ tên của Bình sang 10. Tiếp theo tôi lại gán một người nữa, là người đây là người là Vinh nhé, người là Vinh tôi ánh xạ sang đây là 5 hay là 6. Và tiếp theo một người cuối cùng làm ví dụ nhé, bao nhiêu tùy ý nhé, là Quang, ánh xạ kia điểm của ông Quang này, điểm của ông Quang tôi ánh xạ sang như là 5.8 chẳng hạn. Đó. Các bạn thấy D nhé, biệt tôi D là gì? D là Hà sang 9, Hà 2.9 này, Bình 2.10, Vinh 2.6, Quang. Đây chính là cách chúng ta mô tả tổng quát của một cái từ điển. Vậy thì từ điển là gì? Từ điển là như vậy, tổng quát như vậy là D1, tổng quát của nó là một ánh xạ, là cái dạng, có dạng trong ngoặc nhọn như thế này, hơi giống tổng hợp nhất, tổng hợp cũng là ngoặc nhọn, nhưng trong tổng hợp là các phân tử bình thường, tổng hợp có thể là số, có thể là chữ, có thể là sâu vân vân, nhưng mà là một số, là một sâu, nhưng mà ở trong từ điển thì của nó phải là một cặp khóa khóa và giá trị. Có thể là khóa này nó có thể là bất kỳ, có thể là sâu, nó có thể là số, nó có thể là gì đó. Bây giờ lấy ví dụ nhé, anh xạ là một này sang, ví dụ như anh xạ người xếp thứ nhất ở chỗ trong lớp ta là Bình, tức là ngược lại nhé. Bình này sau đó Bình này sau là phẩy, anh xạ người số 2 sang người xếp thứ hai trong lớp là Hà, sau đó phẩy, anh xạ người số 3 sang ông thứ ba là ông Quang, tôi lấy ví dụ thế nhé, và anh xạ người thứ tư phẩy 4
và người thứ tư là Vinh, lấy ví dụ như vậy. Đây là mọi anh đã ngập phong trên thôi. Nhưng mà đây là mô tả một cái tuyển thứ hai, nó là D một nhé. Đấy. Anh xạ một này, sang bình này, như vậy là anh xạ khóa 2 sang giá trị là Hà này, anh xạ khóa 3 sang giá trị là Quang này, 4 sang giá trị là Vinh, rồi enter. Mình biết là D1 người thứ nhất đây chính là Bình, và D1 người thứ hai là Hà. Như vậy là cách chúng ta mô tả một cái từ điển là tổng quát là như này. Chúng ta định nghĩa một cái khóa đây, chúng ta D, và chúng ta khóa key key bất kỳ, và chúng ta viết dấu bằng, và bên này là giá trị để cách chúng ta khai báo một cái khai báo đây. Cách chúng ta khai báo một cái từ điển là như thế này: tập hợp các cái khóa key khóa sang tập hợp các cái giá trị. Bạn có thấy nó rất đơn giản, nó vô cùng đơn giản cái cách mà chúng ta tạo ra cái đối tượng tuyển là nó rất đơn giản. Và khi chúng ta có cái tuyển rồi thì chúng ta có thể làm được như sau. Đây. Tức là nhanh sau chúng ta làm tiếp nhé. D. Nhưng mà D chúng ta là anh xạ góc đây rồi nhé. Đây. Rồi. Chúng ta có lệnh cho đây, chúng ta có hàm là len. Nhưng mà len của D chứ độ dài của cái kia nhé. Bây giờ chúng ta muốn hiển thị ra tất cả các cái khóa, do làm như sau: chúng ta for in d chấm key. Đây như vậy là cái phương thức key là lấy ra khóa của d cho chúng ta print print in ra khóa. Đây in ra khóa là Hà Bình Vinh Quang. Thì tôi muốn in ra là giá trị, tôi lại for z in d chấm value. Đấy. Value. Và tôi print print cái giá trị. Tôi dùng không dùng từ z, tôi dùng cái từ v rất hay. V là print print v. Đấy. Tôi sẽ in ra các cái giá trị của cái từ điển là d. Vì tôi muốn in ra là vừa khóa mà là vừa giá trị là như sau. Chúng ta đây là tên và điểm và điểm nhé. Tôi viết này for tên phẩy điểm. Đấy. In in gì in này là d chấm item. Đấy, hàm mới item là liệt kê ra cả tên cả điểm, tức là cả khóa. Đây chính là khóa này, đây chính là khóa này, đây chính là giá trị này đó. Và tôi in ra như sau, tôi in ra tôi print print tên phẩy điểm, tôi in ra toàn bộ cái đây, tôi in ra là Hà 9, Bình 10, Vinh 6, Quang 5, 8. Được chưa? Đấy, thì như vậy là những tôi vừa mô tả mấy cái hàm rất cơ bản của từ điển là cái hàm key cái phương thức key lấy ra các key các khóa của từ điển, value lấy ra các cái value các cái giá trị của từ điển, và cái hàm nữa là cái hàm item lấy ra một bộ, lấy ra toàn bộ các cái bộ vừa khóa vừa vừa giá trị lấy ra. Nhưng mà chúng ta đưa vào cũng dễ nhé, đưa vào bằng cái lệnh toán án bình thường thôi. Đấy, toán như này này. Đấy, bình thường như này và lấy ra đây. Đấy. Đấy, nhưng mà ý nghĩa của nó rất hay, là thật là buổi sau như vậy. Chúng ta thấy là như vậy là cái khái niệm về từ điển và về về tập hợp từ điển thì nó thực ra nó hơi khó một chút, đối với chúng ta nó hơi mới một chút, nhưng mà khi các bạn làm quen rồi thì cũng thấy nó cũng không phải quá khó đâu, và nó cũng mà rất là hay. Và cái hay của nó là nó hai kiểu dữ liệu này nó được xây dựng trên kỹ thuật rất là mạnh, nó gọi là kỹ thuật băm. Các bạn nghe từ băm rồi thì là cái từ hash, từ kỹ thuật hash, kỹ thuật băm, mà tất cả kỹ thuật băm đều có cái tốc độ rất là nhanh, cho nên chính vì chính vì đó cho hai cái kiểu dữ liệu này là rất mạnh. Cái hay của thằng Python là nó chọn làm sẵn cho chúng ta cái set này và cái từ điển này rồi. Chứ ở trong trong C chúng ta hình tôi không nhớ nó có không, không có, chúng ta phải dùng dùng phải chúng ta phải tạo ra những cái phải lốt vào cái thư viện rất là mạnh, rất nặng của C thì mới có. Còn bình thường trong trong C lõi là không có. Còn cái này nó có sẵn trong Python lõi. Học sinh khi mà thi giỏi được quyền dùng như này. Và khi dùng nhanh như cái này thì tốc độ nó rất là nhanh. Thì buổi sau tôi sẽ mô tả thêm nhé. Mà phần như thế này, thì đây là cái phần gọi là phần nâng cao.
Rồi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chúng ta còn một buổi sau nữa. Thì tôi nói luôn là buổi sau là cái buổi mà tôi sẽ nói tiếp thêm một minh họa một số những cái nói thêm một vài hàm quan trọng của từ điển và của tập hợp. Sau chúng ta sẽ làm một số bài tập mà có liên quan tập hợp, liên quan từ điển, và chúng ta sẽ làm một số bài tập khác so sánh. Một bài tập có rất nhiều lời giải khác nhau, lời giải theo kiểu bình thường ra sao, thì lời giải mà dùng tập hợp thì như thế nào, lời giải mà dùng từ điển thì như thế nào, và chúng ta sẽ so sánh xem là các cái lời giải mà dùng tập hợp từ điển nó nhanh hơn như thế nào so với chúng ta dùng bình thường. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Các bạn thấy khó không? Bài này lấy khó đúng không? Bài này là bài cuối mà nó rất là khó đấy. Thì các bạn không hiểu thì chúng ta xem kỹ lại cái video này của tôi này, hoặc các bạn xem kỹ cái chương hai cái chương trong sách, cuốn sách của tôi, trong cuốn sách ba chương cơ bản của tôi ấy, thì tôi nói rất là kỹ hai cái chương này, hai cái chương, một chương là về từ điển và một chương là về tổng hợp. Chúng ta nghỉ ở đây nhá. Tôi là yêu Dạ, em chân thành. Hãy